anh không có gì hết ngoài tiền, nên anh rất dễ bị cám dỗ không? Em biết chứ. Nên anh chỉ chọn bên rổ đó là em thôi. Anh chưa bao giờ cho phép ai làm điều này với bản thân anh hết á. Làm gì anh? Xài tiền giúp anh. Vừa lắm. Trời ơi, tại sao quăng con cho anh vậy? Bây giờ bỏ em chạy. Diệu chuyện. Trời ơi. Không sao. Trời ơi. Trời ơi, sáng sớm tôi bốc đứt rồi trời ơi. Trời ơi. Từ đó cho nên nghiệp quật cha đó giờ tóc cha hết rồi nè. Trời ơi, con...